Đây con này đầu tiên về mà con, mà mở con nghiên cứu trong nó thay đổi cái nào đẹp cái nào nha. Nhất là thay đổi bình dầu nè, quá trình dầu nè, bằng sắt luôn nè, thép luôn nè. Quá trời đã luôn. Đó, con mở con nghiên cứu nha. Mẫu mới 2021 nè, có mã vạch luôn nè. Đó, con quét mã vạch vậy đó. Đó, đang vạch vô là con nó hiện vậy nè, thấy không? Đó, sau khi con quét lên nó hiện vậy nè, tê đầy đủ nữa không, xuất xứ rồi nè, giấy phép cho phép rồi nè, giấy phép rồi luôn, xuất xứ nè, mẫu kiểu máy nè, đây là số công ty sản xuất nè. À, con khi quét này nha con, nó là mở mà con nghiên cứu thử nè, nó trong là vậy đó, nó tùng đầy đủ nha. Đây hết nước là mất Thái Lan rồi con. Đó, nguyên trong nghĩa bình dầu cái này bằng sắt luôn rồi. Cái con mua phụ tùng có đầy đủ nè, két nước, áo gió bình dầu. Giờ gã thử con coi coi nha. Đây, gió rồi luôn, đèn luôn, đồng hồ luôn. Quá là ok rồi con. Con gỡ rất đơn giản nha. Bắn mau đọc. Lấy vỏ khác mỗi cái mỗi à. Tấm phá bên trong rồi có gì rồi con. Nó thay đổi ngày xưa thế nào nè. Đó, cứ vỏ lên rồi lại lên đó. Tốt gài. Đơn giản ha, mà chắc ha. Đây là con mua ấu gió, có gió. Đây khi con đẩy lên nó chỉ thôi. Con đẩy lên nó trở đi cũ. Cả mẫu mà con coi chơi nha. Mà con mua cái phụ tùng bán hết. Ấu gió thùng dầu kết nước luôn. Bằng kim loại luôn. Rồi rất đơn giản rồi. Rất bán khung nha. Quan trọng cái công khung đó rồi con. Nè nè ha nè. Nói nè. Đấy. Tới không? Nói tới không nè. Không được, nó lấy chìa khóa nãy kia mở. Giờ lấy gắn cái 10 lại, đem gắn 10 vô lại. Cái 10 đâu? Cái 10 đó kìa, cái 10 á, 110. Nó trên tay vậy, 10 á. Rồi. Đi vô. Rồi, con dưới luôn, nó giữ lại. Rồi, gắn vô lại luôn. Gắn vô lại. Ngược lại, ngược lại, ngược lại, ngược lại. À. Con ngót này. Nè, cái này đây đắng không? Hai con à. Đây đây nè, đây nè. Hoa bình. Con đó nó ra đó. Đầu đèn áo gió cái nước đầy đủ rồi con, hết tê. Đơn giản thôi. Ê. Thứ luôn. 12 vòng á. Rồi xong rồi đó.
dòng mới miễn không được, dòng ít thư hơn vậy thôi, đơn giản. Này nó có vết xạ, vết này là biến 12V đứng nè, dành xạ cho đèn led rồi nè, sạc bình điện thoại rồi nè, sạc điện thoại rồi nè, nó có mã quạt hết nè, quét là hiện lên đó. Đây, áo gió kích thước đầu đèn nè, đầu đèn led luôn nha. Đẹp ghê không? Rồi, bắt đầu có nhu cầu luôn nha, 0886 35 7.